Ngày 16 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC đánh giá nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ lây lan trong thời gian dài đối với dân số châu Âu nói chung vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, các nước châu Âu vẫn cần phải tăng cường chuẩn bị và nâng cao nhận thức để hạn chế dịch bệnh lây lan. Trong ngày 16 tháng 8, ECDC nâng mức cảnh báo rủi ro đối với chủng đậu mùa khỉ nhánh 1 tại châu Âu lên mức trung bình. Rủi ro đối với du khách đến các nơi có dịch tại châu Phi và tiếp xúc với người dân tại đây được nâng lên mức cao. Rủi ro đối với những người tiếp xúc với những du khách trên ở mức trung bình. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khuyến nghị các nước không áp đặt lệnh hạn chế đi lại và không đóng cửa biên giới để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ lây lan. Trước đó một ngày, WHO xác nhận phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ ở Thụy Điển liên quan đến đợt bùng phát ở châu Phi, cũng là ca đầu tiên bên ngoài châu lục này. Pakistan trong ngày 16 tháng 8 cũng thông báo ghi nhận một ca bệnh đậu mùa khỉ.